tại vì liên quan đến cái cuộc chiến tranh giữa Do Thái và nhóm khủng bố Hamas. Theo một người phóng viên của đài truyền hình WUSA số 9 tại Washington DC, đó là ông Adam Longo, ông đã đưa ra một bài phóng sự cho biết rằng có hơn 100 người phản đối cái hành động trả đũa của chính quyền Do Thái đối với cái vụ tấn công khủng bố của nhóm Hamas đã bị bắt vào hôm thứ Tư hôm qua tại cái tòa nhà văn phòng có tên là Cannon, cái building Cannon đối diện với Quốc hội Hoa Kỳ ở thủ đô Washington DC. Thì cái vụ việc này được tổ chức chung bởi các nhóm chống chiếm đóng do những người Do Thái lãnh đạo, có cái tổ chức có tên là Tiếng Nói Vì Hòa Bình, được viết tắt là JVP, và một cái tổ chức khác có tên là If Not Now. Những người tham gia được cho là họ đang yêu cầu các nhà lập pháp Quốc hội Hoa Kỳ phải thông qua một cái nghị quyết kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ phải làm một cái hành động môi giới để có một cái lệnh ngừng bắn trong cái cuộc chiến giữa Do Thái và khủng bố Hamas. Cái video được đăng trên cái tài khoản X, thì cái nhóm JVP cho thấy rằng hàng trăm người chống Do Thái ở Hoa Kỳ đang biểu tình ngồi bên trong cái tòa nhà văn phòng Cannon của Hoa Kỳ. Theo cái tài khoản JVP thì có hơn 350 người, trong đó có cả những người giáo sĩ của Do Thái giáo đã ở ngay bên trong cái văn phòng tròn này, và họ dương cao những cái biểu ngữ và hô vang ngừng bắn ngay. Hàng nghìn người biểu tình khác đã tụ tập bên ngoài. Đây là họ kêu gọi quân đội của Do Thái hãy ngừng pháo kích vào khu vực giải Gaza. Ngay sau 3 giờ chiều thứ Tư thì thành viên Hạ viện họ đã hạn chế những người mà biểu tình để mà tiến vào các tòa nhà văn phòng của Hạ viện. Thì đây là cái khu vực chỉ cho các người thành viên của Hạ viện và các người nhân viên làm việc trong các văn phòng này thì mới có quyền được vào cái khu vực này dựa trên cái hoạt động của tu chính án thứ nhất đã cho phép họ như vậy. Dẫn lời cảnh sát của Điện Capro thì phóng viên ông Kenneth Moulton của đài truyền hình Fox số 5 tại thủ đô DC đưa tin rằng những người biểu tình sẽ bị buộc tội bất hợp pháp bên trong cái tòa nhà văn phòng của Hạ viện. Thì ba người đã bị buộc tội hành hung và một người sĩ quan cảnh sát. Trong một cái chủ đề trên mạng lưới X thì cái nhóm JVP gọi cái lệnh ngừng bắn, đây là cái bước đầu tiên để mà ngăn chặn cái nạn diệt chủng đang diễn ra của quân đội Do Thái đối với hơn 2 triệu người dân đang cư trú tại khu vực cái giải Gaza hiện nay đang bị bao vây mà họ không thể nào mà rời đi được. Thì cái nhóm JVP này tiếp tục nói rằng những gì mà họ biết từ cái sự tàn bạo của nhà nước Do Thái đối với người dân Palestine trong quá khứ đó là thả bom. Và những cái điều đó nó chỉ ngừng lại khi có cái sự phản đối kịch liệt từ cộng đồng quốc tế. Chúng ta phải có trách nhiệm để xây dựng cái sự phản đối đó một cách nhanh nhất có thể. Vẫn theo phóng viên Longo thì những người biểu tình đã bị bắt chủ yếu là những người Do Thái phản đối các cuộc tấn công của nhóm khủng bố Hamas. Thì những người này dự định sẽ bị đưa ra khỏi cái building đó và bị đưa giấy phạt và được thả và sẽ đợi ngày hầu tòa. Cái nhóm ủng hộ cho khủng bố Hamas JVP đã lên án các nhà lãnh đạo Do Thái và Hoa Kỳ trên cái trang mạng chính của họ vì cái lý do làm mất cái tinh thần của những người dân Palestine bằng những lời lẽ cay độc gợi nhớ đến những ngày cuồng loạn nhất trong cuộc chiến chống khủng bố của họ trong cái thời gian Tổng thống George W. Bush cai trị. Chúng tôi biết cái điều này sẽ dẫn đến cái nạn diệt chủng. Nhóm này tuyên bố như vậy trên cái mạng lưới online của họ. Tổng thống Joe Biden và mọi nhà lãnh đạo chính trị Hoa Kỳ phải có những cái hành động yêu cầu cái lệnh ngừng bắn ngay bây giờ. Thì thưa quý vị, đây là những cái lý do mà tại sao cái cuộc chiến giữa Do Thái và nhóm khủng bố Hamas. Thì bên chính quyền Do Thái đã bị chỉ trích rất là nhiều, mặc dù cũng có những cái quốc gia trên thế giới đã lên tiếng ủng hộ cho cái hành động trả thù của chính phủ Do Thái. Tuy nhiên ngay trong tại Hoa Kỳ thì chúng ta thấy có những cái nhóm mà ủng hộ cho khủng bố, những cái nhóm mà giết người không gớm tay, giết cả trẻ em đàn bà, giết không cần bất cứ một lý do gì, thì đã được trên thế giới và nhất tại cái tình hình xã hội Hoa Kỳ ủng hộ một cách rất là nồng nhiệt, nhất là tại các trường đại học, các trường danh giá nổi tiếng của Hoa Kỳ thì đều có những cái sự ủng hộ cho chính quyền của Palestine, nhóm khủng bố Hamas cũng khá nhiều thưa quý vị. Thì đây là một cái điều nguy hiểm, và nếu mà muốn chấm dứt cái cuộc chiến này thì chính phủ Hoa Kỳ cần phải thay đổi cái hệ tư tưởng của các lớp thế hệ tương lai của nước Mỹ thì mới mong có một cái sự hòa thuận giữa những người Do Thái mà gốc
đạo 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 Hồi đó thưa quý vị, và những người cũng là những người Do Thái mà lại theo đạo Do Thái giáo hoặc là Thiên Chúa giáo, thì đây là cái cuộc thánh chiến xảy ra từ bao nhiêu đời. Nếu mà không có sự cảm thông, thông cảm giữa những cái nhóm người theo những cái đạo khác nhau này thì cái cuộc chiến này nó sẽ không bao giờ chấm dứt thưa quý vị. Và thưa quý vị, là đúng là cái đây cũng là một cái thành công của phe Hamas, tức là nó làm sao nó sơn phết hình ảnh là Do Thái mới là tàn ác, trong khi nó tàn ác hơn nhiều. Đó, lúc mà 7 tháng 10 mà nó khởi động cái cuộc mà bắn phá và giết những người Do Thái, nó lục tung từng nhà lên và lôi người Do Thái đã bắn cái biết rồi. Rồi có khi là nó làm đủ trò, nhưng tụi này nó biết cách nó che đậy và nó đóng, nó núp vào sau chính những nhà thờ và những bệnh viện. Tôi đã nói với quý vị trong bản tin trước rồi. Cho nên tức là để Do Thái không được đánh bom vô, hoặc là nếu mà đánh bom vô thì đó mang tiếng nó cho là đó diệt chủng, những người man rợ, mọi rợ. Đó, ví dụ như vậy. Thì nó cũng là một cái khôn của nó. Cho nên chúng tôi mới nói hoài, những cái phe ác không có nghĩa là nó không thắng đâu. Nó vẫn biết dùng những thủ đoạn, nó vẫn che đậy và nó lừa được cả thế giới. Chúng ta thấy rồi.